Tết này mấy bà thử làm món chả giò hải sản sốt mayonnaise này ăn đi, đảm bảo không ngon, chịu gì tôi cũng chịu luôn. Mà tôi không ngờ là làm chả giò mà thêm quả táo quả lê vô chung lại ngon dữ vậy á mấy bà. Mỗi dịp Tết chắc chắn là mấy bà đã quá quen thuộc với các loại chả giò, đặc biệt là chả giò gói sẵn ở trong siêu thị đúng không? Năm nay mình thử đổi gió với món chả giò này nha. Vàng ươm, giòn rụm mà nhân hải sản sốt mayonnaise béo ngậy, ngon dã man mà lại còn dễ nữa mấy bà ơi. Làm cho gia đình ăn kiểu gì cũng được khen tấm tắc luôn. Đầu tiên là mình sẽ bắt bếp lên chảo, cho chả vào trong nước rồi chần sơ tôm cùng với mực trước nha. Sau đó thì mình sẽ cắt hạt lựu. Việc chần trước phần hải sản sẽ giúp cho phần nhân không có bị chảy nước. Về phần rau củ thì mình sẽ chuẩn bị cà rốt và bắp. Cà rốt thì mọi người sẽ cắt hạt lựu và bắp thì mình sẽ tách hạt nha. Thêm một bí quyết nữa là mình sẽ xào sơ rau củ cùng với một ít tỏi băm và hạt nêm. Làm như vậy thì cũng sẽ giúp cho phần nhân của mình hạn chế ra nước và tăng thêm vị đậm đà nè. Một nguyên liệu để giúp cho chả giò thanh mát và ăn không bị ngấy, thêm vị chua chua ngọt ngọt là mình sẽ thêm táo và lê cắt hạt lựu. Lê thì mọi người nhớ vắt nước trước nha. Xong xuôi thì mình phải đợi tất cả các nguyên liệu nguội thật là